Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo báo VOV, việc tặng quà đã bị biến tướng của việc chạy chức, chạy quyền và nhận hối lộ. Điều này cũng dễ hiểu vì lâu nay, trong nhiều cơ quan, đơn vị, các khâu đánh giá cán bộ công chức, viên chức, cất nhắc cán bộ còn nhiều bất cập. Từ tháng 11 hàng năm, nhiều cơ quan, đơn vị đã rục rịch tổ chức các buổi bình bầu đánh giá cuối năm. Những kết quả bình bầu như thế nào đã được định hướng hay xác định từ trước cuộc họp. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cũng chỉ nắm được năng lực phẩm chất cán bộ trên các bản báo cáo giấy của các phòng ban đã được hợp lý hóa số liệu. Không ít trường hợp, việc đánh giá cán bộ còn cảm tính, thiên lệch, có yếu tố tình cảm cá nhân và những lý do ngầm. Việc cất nhắc lên các vị trí quản lý đôi khi còn mang tính chủ quan của lãnh đạo hay vì các mối quan hệ xã hội. Biểu tặng quà lãnh đạo dịp Tết vốn là một nét văn hóa đẹp, thể hiện sự biết ơn lẫn nhau, lối sống trọng tình, trọng nghĩa của người Á Đông. Tuy nhiên, văn hóa tặng quà lại dễ dàng biến tướng thành tệ tặng quà vì những nỗi lo của người lao động sợ mất việc, sợ đối xử không công bằng hay vì những mục đích, động cơ để chạy chức, chạy quyền, để thăng tiến. Bởi vậy, để tệ tặng quà lãnh đạo dịp Tết không còn là nỗi niềm canh cánh của người lao động, cán bộ công chức, viên chức mỗi dịp Tết đến, thì cần phải đổi mới và thực hiện công tác đánh giá, cất nhắc cán bộ minh bạch, công bằng. Đây là khâu quan trọng để khuyến khích người lao động làm việc với thái độ tích cực, là tiền đề để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín làm công tác quản lý. Để làm được điều này, trước hết xây dựng được bộ công cụ đánh giá năng lực cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Tùy từng lĩnh vực, vị trí công tác khác nhau, mỗi cơ quan, đơn vị cần xây dựng những tiêu chí đánh giá phù hợp, đảm bảo sự đa dạng, toàn diện các năng lực, phẩm chất và trình độ của người lao động, nên tập trung vào chất lượng, hiệu quả công việc, ý thức học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng, sự linh hoạt, sẵn sàng và hướng đến sự nỗ lực phát triển. Hiện nay, quy trình 5 bước bổ nhiệm cán bộ và các nguyên tắc đang áp dụng đã phát huy hiệu quả trong việc lựa chọn các cán bộ có đủ năng lực, có tâm, có tầm. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi, việc đánh giá, cất nhắc cán bộ lên các vị trí cao hơn đôi khi còn bị tác động bởi những mối quan hệ xã hội hay ý kiến chủ quan của người lãnh đạo, chưa đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng. Bởi vậy, cần có sự đổi mới trong việc đánh giá, lựa chọn nhân lực cho các vị trí quản lý. Bên cạnh đó, phương thức đo lường, đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều. Việc xây dựng khung đánh giá năng lực là điều cần thiết để làm cơ sở cho quá trình xây dựng chương trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý và là yếu tố quan trọng để lựa chọn cán bộ cho chính xác. Về thể chế, cần bổ sung thêm các quy định để đảm bảo công tác đánh giá cán bộ công nhân viên chức chính xác, công khai, minh bạch. Các buổi bình bầu đánh giá cán bộ cần có thêm sự giám sát của các bên nhân sự, công tác cán bộ của các đơn vị. Điều này cũng góp phần ngăn chặn tâm lý chạy quyền, chạy chức, núp bóng dưới những món quà tặng Tết mỗi dịp Tết đến xuân về. Để chỉ thị này đi vào cuộc sống và tệ tặng quà ngày Tết không còn là nỗi niềm trăn trở của người lao động, thì cần phát huy vai trò của các tổ chức bảo vệ người lao động tại các cơ quan, đơn vị trong việc đảm bảo sự khách quan, minh bạch, công bằng trong công tác đánh giá người lao động. Điều quan trọng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, ngoài việc thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về đánh giá cán bộ, cũng cần có tinh thần tự giác, thái độ rõ ràng khi được tặng quà và cần xây dựng năng lực. Việc tặng quà ngày Tết là một nét đẹp trong nền văn hóa Á Đông. Tuy nhiên, càng ngày việc tặng quà lại càng bị biến tướng, không chỉ đơn giản là tặng quà mà bị lợi dụng với những động cơ không trong sáng. Chủ trương cấm tặng quà lãnh đạo với động cơ không trong sáng đã có từ năm 2002 tới nay. Mỗi năm, cơ quan lãnh đạo đảng, chính phủ đều ban hành văn bản cấm tặng quà Tết cho cấp trên, cho lãnh đạo. Tuy nhiên, vấn đề này chưa có nhiều chuyển biến, thậm chí có nhiều người còn cho rằng tình trạng này đang diễn ra nhiều hơn, tinh vi hơn. Theo báo điện tử chính phủ, thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành chỉ thị số 26 CT Trung ương ngày 23 tháng 11 năm 2023 về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, trong đó nhấn mạnh không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố, nghiêm cấm việc biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức. Cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công, không tham gia các hoạt động mê tín, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi, thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm. Theo báo VOV, xưa nay, mỗi năm Tết đến xuân về, trong tâm thức của người Việt, tặng quà là cách để trao gửi niềm yêu thương, sự trân trọng.
Tuy nhiên, nét văn hóa này nhiều năm trở lại đây đã bị biến tướng trở thành nạn biếu xén, quà cáp mang tính tiêu cực, thậm chí là hối lộ, móc ngoặc vụ lợi. Điều đáng lo ngại nữa là việc biếu quà Tết cho cấp trên trở thành việc được coi là bình thường. Ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khóa 12, 13, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, nếu tình trạng biến tướng này không được ngăn chặn thì sẽ gây ra những hệ lụy khôn lường. Đặc biệt, đây sẽ là cơ hội, là đất sống cho tệ tham nhũng, hối lộ. Tôi thấy rằng chúng ta cũng không nên quá cực đoan về chuyện là có nên hay không nên biếu quà Tết cho cấp trên và biếu quà lẫn nhau. Trước hết, quà Tết cũng như là quà bình thường trong những dịp trọng đại, đó là nét đẹp truyền thống, nét đẹp văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Nhưng vấn đề đáng lo ngại là sự biến tướng. Đó là hối lộ trá hình, nó biến cái đẹp của người Việt Nam thành những mưu đồ mang tính vụ lợi, thì chúng ta cần phê phán, ông Lê Như Tiến bày tỏ. Thời gian gần đây có một số vụ việc đã bị xử lý như trường hợp hai cựu lãnh đạo của tỉnh Đồng Nai trong 14 lần nhận hối lộ lên tới hơn 14 tỷ đồng, chủ yếu nhận thông qua hình thức tặng quà Tết. Hai vụ việc hai công chức nhận quà biếu Tết trị giá 55 triệu đồng ở Đà Nẵng năm ngoái cũng bị xử lý. Tuy nhiên, tình trạng biếu tặng quà Tết cấp trên vẫn diễn ra dù xã hội lên án. Với chỉ đạo cấm biếu quà Tết cho cấp trên mà Ban Bí thư, Chính phủ đã ban hành, liệu có giúp xóa bỏ nạn này? Làm sao để chỉ đạo được thực thi một cách thực chất, có hiệu quả, chứ không chỉ là hô hào khẩu hiệu mang tính hình thức chung chung? Theo ông Lê Như Tiến, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh bổ sung các quy định vào những bộ luật như luật viên chức, luật phòng chống tham nhũng, luật tố tụng hình sự. Bên cạnh đó, cần phải có những vụ việc xử lý làm điểm một cách nghiêm khắc mới có sức răn đe, đồng thời cần tăng cường thanh tra, giám sát, đặc biệt là giám sát cộng đồng, khuyến khích tố giác, có những quy định để bảo vệ người tố giác. Chúng ta phải đồng thời xây dựng nhiều bộ lọc để ngăn chặn tình trạng biếu quà Tết trá hình, ông Lê Như Tiến nêu ý kiến. Có một thực tế là hiện nay, việc quà cáp biếu xén đã tinh vi hơn trước rất nhiều. Chỉ cần một cú điện thoại hay thuê người giao hàng, rất kín đáo, không phô trương, không trực tiếp. Thêm nữa, nếu việc biếu xén diễn ra nơi công sở thì còn có thể phê bình, kỷ luật, chứ ở nhà riêng là quan hệ cá nhân, riêng tư, pháp luật rất khó để có thể quy định được rõ ràng. Và chính điều này đã gây khó cho các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý. Thế nhưng, dù có khó khăn như thế nào, dù có xây dựng khung pháp lý vững chắc đến đâu, thì theo ông Lê Như Tiến, yếu tố con người, đặc biệt là sự nêu gương của người đứng đầu trong câu chuyện này vẫn là mấu chốt. Bởi nếu bản thân các quan chức mà không liêm chính, thiếu lòng tự trọng, thì vấn nạn này không những không thể chấm dứt, mà còn dẫn đến những biến tướng ngày càng tinh vi, khó kiểm soát. Thật ra cũng còn nhiều bộ lọc khác, chứ không chỉ một bộ lọc pháp lý. Chúng ta cần xây dựng một bộ lọc rất quan trọng, đó là bộ lọc đạo lý liêm chính, lòng tự trọng của cán bộ công chức, ông Lê Như Tiến nhấn mạnh. Biếu quà, tặng quà là thể hiện truyền thống trọng tình nghĩa, một nét văn hóa truyền thống của người Việt ta. Nhưng nó cũng rất dễ bị lợi dụng để ẩn mình trong mối quan hệ xin cho hoặc móc ngoặc vụ lợi. Để ngăn chặn những biến tướng tiêu cực trong biếu tặng quà Tết, ngoài sự ngăn cấm của một hành lang pháp lý, một cơ chế kiểm soát, giám sát thật cụ thể với những chế tài đủ mạnh, thì còn có một lối chặn bên trong là đạo đức người cán bộ, hay nói cách khác là văn hóa cán bộ, văn hóa công chức. Quà biểu Tết dù có đi bằng hình thức nào, bằng con đường nào, thì sự gương mẫu của người lãnh đạo vẫn là yếu tố cốt lõi để từ chối những viên đạn bọc đường ấy. Có như vậy, nạn phong bao, phong bì mới được đẩy lùi, để văn hóa quà Tết trở về với đúng nghĩa như nó vốn có. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.